nay con của mẹ về đây khấn nguyện. Nó ngân quá. Trước điển tiền con tơ mai cầu an, xin ơn trên mẹ cũng di giá ngữ về đọc chiếu cố mẹ đổ trì cho mạnh dồi dài gian. Linh mẹ năm này đổ cho châu hoa vàng thấy áo mặc tờ mai còn cầu nay gia chủ dân mâm mà vàng cầu cho bổn mạng được vạn sự bình an, tăng long ma phước họ đơ đồng mà thành tâm con gái vàng trên bà độ cho và chỗ năm mà này tăng long ma tuổi thọ câu đầu đền ơn giai vàng. Mẹ ơi mẹ ơi ngày nay cũng mẹ xin mẹ về đây mình chứng cho lòng, hôm nay gia chủ nguyện cầu họ nguyện thì đặng đế đầu cầu an cầu xin mẹ. Mẹ trên phù hộ đồ an ở nơi này, phút giây giờ này con thành tâm giai vàng. Mẹ về, mẹ về đây chứng minh con hiền con cầu an. Quay thần mẹ chứng minh con cầu an, quay thần mẹ chứng minh. Nay khấn nguyện tâm hành mà trở lại trước điện vàng con trẻ mới cầu xin. Giờ này khấn nguyện quyền linh nguyện nhung mà chúa sứ mẹ độ an cho muôn người. Nay khấn nguyện mẹ về xây viện cho nơi này họ nguyện dài gian. Giờ này con trẻ cầu sinh ngày nay mà họ nguyện ơn trên mấy đồi đầu. Chân lầu mâm con thời mà trả lệ trước đèn vàng mẹ ban bể đổ cho. Vậy thời hai chữ ấm no được đây mà muôn chữ vàng lo hết sầu. Bao muôn thở đời người dương thế thân cách tầm tầm lại nó bể dâu thân sầu những chuyện đâu đâu âu lo mà cảnh khổ khóc than có một mình. Thôi đến đây ngày nay mà cùng mẹ nguyện linh bà xây thiền cho cô. Vậy thời hai chữ mà điểm tô được đây mà hai chữ vạn an thọ trường dài vàng tầm thành. Con nguyện xin bao nhiêu năm
năm cô dặm trường. Thôi giờ đây trước nơi điện vàng, cô cầu xin giải linh mẹ dừng bình độ cho cô được chữ ấm êm, và giải lời gian thành tâm con khấn nguyện. Lời giải lời gian con nguyện mẹ chứng lầm cho cô họ nguyện nơi này, nhà nay cùng mẹ đủ đầy ấm no. Bé năm mà trường cô vất vả ngược xuôi, thôi giờ cùng mẹ mẹ ban an lành dài vàng tầm thành. Con nguyện xin giải vàng mẹ về, mẹ đổ an cho cô năm này được vững an. Cúng mẹ rồi mẹ đổ cho mà ngày nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay cái nhà họ Nguyễn cũng dâng lên cái mâm vàng cúng mẹ, mong mẹ về xây chuyện cho con hết sầu hết khổ, điềm lành đem tới điềm xấu tông xa. Mong mẹ về gia hộ độ kỳ cho trong nhà trong cửa được hai chữ bình.